Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một con máy bơm nước của hãng Hitachi có bộ áp khí tự động nha các bạn. Thì ok, thì con máy Hitachi này có mã sản phẩm, có model là WB200GS2 nha các bạn. Zipan. Ok, thì bây giờ mình sẽ khui thử bên trong con máy. Thì nhìn cái máy bơm có động cơ như thế này nha các bạn. Ok, thì đi kèm với máy thì hãng cho ta một cái turbo và một cái phiếu bảo hành chính hãng và một cái đầu lọc nước nha các bạn. Tiếp theo thì đây chính là bộ phận motor và bộ phận của máy bơm. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là cái bộ áp rất là to đúng không các bạn, rất là đẹp. Hãng cũng in dập nổi cái logo Hitachi, dập nổi rất là đẹp nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu phần đường nước vào và đường nước đẩy ra. Thì đây là đường nước vào nha các bạn, và bên hông là đường nước đẩy. Tiếp theo thì lên đây là cái bộ bộ này là bộ ấy, bộ mồ nước nha các bạn. Đây là phần động cơ, đây động cơ máy bơm phía sau. Thì trên phần động cơ là phần bộ nguồn nha các bạn, đây dây bộ nguồn đây. Tiếp theo thì bên này là phần relay, phần relay đây như các bạn thấy, phần relay của máy. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói về phần thông số kỹ thuật của máy bơm nước này. Thì thông số kỹ thuật của con máy bơm nước này là bơm nước loại tròn nha các bạn, máy bơm loại tròn với mã sản phẩm là WB200GS2. Rồi, nó có công suất là 200W và sử dụng dòng điện 220V với cái độ hút sâu là 8, đạt tới 8m và độ đẩy đạt tới 14m nha các bạn. Ok, thì cái lượng nước thì đạt tới 40 lít trên 1 phút. Nếu mà tối đa, nếu mà max là đạt khoảng 47 lít trên 1 phút nha các bạn. Ok, thì tiếp tục là phần công tắc. Phần công tắc áp lực thì công tắc áp lực thì on thì công tắc áp lực mở là đạt tới 2 kg trên 1 cm² nha các bạn. Với công tắc off thì đạt tới 2 kg 2 cm². Ok, thì cái đường ống hút thì có vành ống hút thì có 25 mm nha các bạn. Đây, ống hút 25 mm. Và động đẩy cũng 25 mm nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói về phần sử dụng như thế nào. Thì con máy này có bộ áp khí tự động, nó có lượng nước rất là ổn định nha các bạn, áp lực lượng nước rất là ổn định, thích hợp cho các khách sạn hoặc các nhà cao tầng hoặc chung cư nha, hoặc là biệt thự nha các bạn. Ok, thì nó có rất nhiều là cấp độ để bảo vệ và an toàn, rất là an toàn nha các bạn, với điều đặc biệt là chống rỉ nha các bạn. Hãng ra làm mấy bơm nước rất là chất lượng. Thì trọng lượng khoảng tầm đâu nếu mình đoán thì khoảng 20 kg nha các bạn. Ok, thì mình cũng vừa review sơ về con máy bơm nước có bộ nạp khí tự động nha các bạn. Thì có mẻ là WB200GS2. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc muốn tư vấn hoặc muốn tham khảo giá, hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website ở dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy để mình một like và một subscribe để mình có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.